Tuấn muốn giới thiệu cho các bạn về những cái một cái dụng cụ để đi săn nai. Đó là cái ghế để leo cây lên cây mình ngồi mình săn nai. Cái này cũng như mình đi săn ở dưới đất thì săn cung, săn đồ hay là nguy hiểm hơn, săn súng là nguy hiểm hơn, cho nên mình ở lên trên cao ở trên mình bắn xuống. Giờ mình giới thiệu cho các bạn xem. Hello everyone, today I introduce to you to the equipment to how to use for the deer hunt. This one they call the climbing tree stand. This one used for the climb up to the tree, go for the deer hunt. Because you stay on the ground, that's not difficult to the bow hunt. The deer can see you. I go you go for the rifle deer hunt. That will cause more danger, cause fire more easy. So this one I have to choose like the one for the climbing tree stand. You climb up to the tree. You went through it down. That's more, you know, more safety. Okay, today I show you how to use it. Mình để đây, mình đi săn nai các bạn, mình leo lên cây á, trước an toàn là trước tiên. Đây cái gọi là cái harness safety, cái áo bảo hiểm bảo hộ. Mình leo lên cái này á, mình mang lên cây á, mình cột lên trên cây á, mình cho mình khi mà tên ngã gì nó không có bị rớt xuống cây. Cái này á thì thường lúc mình đang leo á là mình cột qua cây mình lên, nhưng mà cái này á mình leo thường là mình lên trên mình ngồi sẵn sâu xuôi lên đó rồi mình lấy mấy quàng qua cây thì mình để vậy thôi, chứ khi nào mình leo lên trên á rồi mình cột cho bạn. Còn cái này á, cái stand này nó có hai phần bạn. Cái phần lớn ở dưới á để cho mình đứng, còn phần trên á là để cho mình ngồi, là mình cho nó được thoải mái, tại vì mình săn mình ngồi cũng khá là lâu. Đây là cái phần này lại đứng, còn cái phần này có cái lưới mình ngồi được. Tiếp theo thì mình dùng cái trên này là cái để ngồi á, quàng là cái cây nó có cộng dây cáp. Thường thường mình chọn cái cây á cho nó suông, nó bằng với nhau á thì nó leo lên nó dễ hơn. Cái cây cái này trong rừng thì mình chọn mấy cây đó cũng dễ, tại sau nhà này mình chỉ có cái cây này duy nhất thôi, cho nên mình leo cái này cho thử bạn xem. Cái cây này nó không bằng, ở dưới là nó nhỏ, ở dưới nó lớn, ở trên là nó nhỏ, cho nên mình phải đặt cái độ dốc cho khoảng gốc khoảng 30-35 độ. Mình lên trên nó nhỏ là nó vừa bằng phẳng, nếu mà bạn đặt ngang quá khi lên trên nó nhỏ nó sẽ chúi đầu xuống đứng nên nó khó. Bây giờ mình quàng qua cái này. Cây này nó hơi khá lớn thì cho nên mình làm nó hơi kiếm dây. Đây là cái chốt để mình phá lại. Nó lên trên nhẹn cái đi. Dưới này mình cũng làm giống y như vậy luôn. Khi mình cột hai cái nó lên cao như vậy mà, tại cây này nó bự quá cho nên cái dây nó hơi thiếu rồi. Rồi mình cột hai cái này cho nó dính với nhau cho nó không bị tuột. Cái này là mình cũng móc qua bạn mấy cái chốt này để gỡ ra rỡ vô, còn cái cọng dây này để cho hai cái nó dính với nhau á, là mình mà khi mình đứng lên đây á, mình nhắc cái này lên rồi bắt đầu á mình khi cái này lên cao rồi bắt đầu lấy cái chân mình móc cái này lên cao mà cứ leo lên từ từ theo cái độ của mình muốn. Thường thường á mình săn á là khoảng leo lên khoảng 4-5 mét là được rồi, tùy theo cái chỗ rộng chỗ trống á, thì bạn leo cao lên á, cho ai nó không thấy, còn chỗ rộng quá thì mình leo thấp thôi, cái tầm nhìn nó dễ hơn. Tại trong rừng cây nhánh cây đầu nhiều á, cao á thì nó khó,
bạn leo lên cao, càng lên cao á thì cái độ dốc á, cái angle xuống á bạn bắn rất là khó. Cho nên mình cái tùy theo cái chỗ mình để leo thôi. Nhưng mà săn nai cái nó quan trọng nhất là cái chỗ địa điểm và cái thời tiết, cái sức, cái chiều gió. Tại vì con nai nó rất là thính. Cái bữa nay cái gió cũng như gió nam đi, mình phải ngồi cái hướng khác, gió bắc mình hoàn khác, west hoàn khác. Tại vì dưới gió là con hai nó đánh hơi không nào đi hướng đó được hết. Cho nên mình phải dùng cái ghế này là mình muốn dời đi đâu về được, mình muốn săn bất cứ chỗ nào cũng được, mình dễ tới lui. Đất nhà nước là không có được cái bill, cái system một chỗ, cho nên mình phải lên thì mình phải tháo ra về bữa sau mình đi thôi. Giờ mình sẽ chỉ cho bạn cách sức leo nha. Bây giờ mình sẽ leo cho bạn, cái này nó hơi khó các bạn, tại vì cái này nó độ dốc nó hơi nhiều quá cho nên mình hơi khó. Giờ mình sẽ leo lên này. Khi bạn leo lên được rồi á, nhắc cái này lên. Leo lên cái tùy theo cái độ cao của các bạn muốn. Xem là cái mới nữa đi. Để cây nó to hơn cái dưới cộng vậy của mình. Đó, thì khi mình leo lui về xong xuôi rồi đó. Cái này em, hai cái này mình cột lại cho nó được tuột xuống, ở dưới cũng cột giống vậy luôn. Rồi bắt đầu cái mình cột sơ cho các bạn xem luôn. Kéo ra cái này cũng vẫn ngồi. Bây giờ bắt đầu mình lấy cái mình cột cái cọng dây này vô để cho an toàn của mình á. Đây. Mình xỏ cái này vô trong này. Xỏ cái này qua đây. Cây. Okay. Mình cột lại như vậy. Đó. Bắt đầu cái này mình để giờ này mình ngồi. Mình ngồi gì bắt đầu mình cầm súng cầm cung gì cái mình đợi cho nó tới rồi bắt đầu đó là mình bắn thôi. Cái này là mình chỉ cho các bạn cách sử dụng của này thôi, thì mình không có leo cao, với cái cây này nó hơi dốc bạn, nó to hơn là cái cổng dây của mình. Đây là cái cách thức để sử dụng cái ghế đi xe nha bạn. Cái này nó đậu dốc bánh nằm ngang là vừa. Hoặc khi mình leo xuống á, chẳng là cái này á mình cứ tuột lỏng ra mình xuống tới đâu á là xuống từ 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 đó thôi, chứ không có tháo ra. Tại mình để tháo ra cho lên xuống cho nó dễ thôi. Bây giờ bắt đầu mình lấy cái mình cột cái cọng dây này vô để cho an toàn của mình á. Đây. Mình xỏ cái này vô trong này. Mình xỏ cái này qua đây. Quàng qua cái cây. Để mình cột lại như vậy. Rồi đó. Rồi bắt đầu cứ cái này mình để giờ này mình ngồi.
mình ngồi vậy, bắt đầu mình cầm súng cầm cung gì cái mình đợi cho nó tới rồi bắt đầu là mình bắn thôi. Cái này là mình chỉ cho các bạn cách thức sử dụng của này thôi, chứ mình không có leo cao, với cái cây này nó hơi dốc bạn, nó to hơn là cái cổng dây của mình. Đây là cái cách thức để sử dụng cái ghế xe nó bạn. Cái này đó mình đậu dốc nằm ngang là vừa. Còn khi mình leo xuống á, đáng lẽ cái này á mình cứ tuột lỏng ra, mình xuống tới đâu á là xuống từ 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 đó thôi, chứ mình không có tháo ra, tại mình để tháo ra cho lên xuống cho nó dễ thôi. Giờ bắt đầu mình tháo ra đi xuống các bạn xem, xuống thì cũng giống vậy thôi. Cái này đáng lẽ mình để trong cây, chừng nào mình xuống đất rồi mình tháo ra, nhưng mà mình làm như vậy thì nó chậm chạy. Okay, bây giờ mình xuống rồi, bây giờ mình sẽ các bạn cách thức tháo cái ship nó lại luôn. Mình bằng hai cái ship này ra, mình cho hai cái nổ rời ra, mình tháo cái dưới trước, đây nó có cái chốt, rút cái cọng dây này ra cho nó gọn. Cái chốt này là nó khóa lại giữ cái ngay cái đầu của cái đó. Đây. Cái này rút ra thì nó vuột cái cọng dây ra. Cái này mình xếp lại, cột cái này xuống, rồi mình bỏ cái nhỏ nó nằm vô trong, mình cho nó gọn lại, mình cột cái được luôn. Cái của mình đang xài này á là cái bằng nhôm mà nó nhẹ, mình đi rồi nó mình mát tịt dai, vừa cung vừa súng vừa cái đồ ăn nước uống, đồ nghề nữa, cho nó nhẹ đi trong rừng nó nhẹ bạn. Cái này nó bằng nhôm, nó chỉ có 19 thao thôi, khoảng 8 kg thôi, cho nên nó nhẹ. Còn mấy cái bằng sắt nó tới khoảng 14 kg thôi. Nhiều khi cái khu rừng mình đi vô xa, mình đào xe đậu đó cho mình đi vô trong cũng căng cả cây số bạn. Thì theo cái mình đi vô sâu thì nay nó càng nhiều, có cơ hội nó dễ hơn. Đó là cái dạng khi mình xong rồi đó. Cái này xong rồi, ở đây nó có hai cái mình mang cũng dùm đi thôi. Cái này có cấp 8 kg rất là nhẹ bạn nè. Bạn thấy đồ nghề này đúng không? Ok, tới đây Tiến cũng xin chào tạm biệt các bạn nha. Học lại các bạn những cái clip đi săn trong những vài tuần tới. Hy vọng là mình sẽ may mắn săn được mấy con này để quay cho các bạn xem. Một mùa mình chỉ săn được 6 con thôi nha. Bắn cung bắn súng gì không biết, tới ngày bắn cung bắn súng, nếu mình bắn cung đủ số lượng rồi là mình súng mình ở nhà ngay trong đường bắn là ba đực ba cái mình bắn, lỡ mình đủ cái số đực hoặc số cái rồi là mình thấy con đó mình bỏ trong đường bắn nữa, mình có 6 cái thẻ để bắn 6 con thôi. Ok, chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn sau. Các bạn xem mà có thích cho mình một like, đăng ký chia sẻ và ủng hộ kênh mình nha. Các bạn mới nhớ bấm chuông để đăng ký để xem những cái video tiếp theo của mình nha. Của mình chủ đề về là săn bắn và câu cá. Bye bye các bạn.